tính năng nữa, cái tính năng affix AI này thì Huy test rồi nó không không ổn lắm nhá. Huy test cái tính năng này rồi mặc dù là nó cũng không ổn lắm. Đấy, ở đây này mình chọn là cái mẫu này, được chưa? Chọn cái mẫu này sau mình điền vào đây cái chữ này, được chưa? Ví dụ ở đây của mình là quảng cáo cái này là gì ạ? Là khoai tây. Cái gì? Đây dạng là khoai tây Mister Potato. Đó. Mèo 10. Đấy. Giảm giá 50%. Chỉ còn 100k. Ví dụ thế, được chưa? Rồi nó sẽ tự động này, nó sẽ tự động phân tích ra danh mục là thực phẩm và đồ uống này, được chưa? Sau đó chúng ta nhấn vào nút gì ạ, nút tạo, và mình có thể đưa thêm hình ảnh của mình vào này. Rồi nhấn thêm hình ảnh này, rồi sau đó nhấn nút tạo này. Cái này là để làm gì ạ? Để tạo ra những cái áp phích quảng cáo anh chị em nhé. Nó sẽ tự động cho mình những cái thiết kế bằng AI. Ok không ạ? Tuy nhiên thì tính năng này thì Huy cũng không dùng nhiều, bởi vì những cái app fix này Huy dùng trên Canva thì nó nhanh hơn rất nhiều, đẹp hơn rất là nhiều. Cho nên Huy thường không sử dụng cái tính năng này. Đó. Chúng ta có thể sử dụng thêm cái tính năng là gì ạ? Chụp ảnh sản phẩm. Sau đó thì chúng ta mới đưa cái app fix này lên, đưa lên app fix được chưa ạ? Thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Ok không ạ?